Hello, em CTBN chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm cái video đi san ruộng nữa các bác ạ. Ở những video trước thì em có xúc xe ở cái mặt bằng này rồi các bác nhá, xúc xe công nông và hạ bớt cái này cho xuống khoảng hơn 1 mét. Đấy. Ở phía bên trên này thì là cái đám bên trên này thì là mình đi san bằng gầu thôi chứ không phải chở xe. Còn cái đám dưới này thì là mình phải xúc chở xe bớt đi và mình san phẳng ra. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công việc nhá. Đấy thì là chủ nhà người ta yêu cầu mình là muốn khi mà mình chở xe rồi ấy thì cái đất đá nó là đất củ cho nên nó rất là cứng. Người ta muốn là mình xới nó lên, mình đảo nó lên cho cái đất nó tơi xuống, cho nó sâu xuống khoảng 40-50 phân đi. Thì, cho nó sâu xuống để khi mà bác ấy bắt nước hoặc xong bác ấy lấy máy bừa máy phay đi ra thì người ta không phải cày nữa. Chứ còn không, nếu mà mình không xới lên như này thì là bác ấy phải cày thì cái đất củ này nó rất là cứng cho nên là rất là khó, cho nên là bác ấy bảo là mình sẽ san qua bằng cái mình xới lên bằng cái răng gầu này để cho nó tơi cái đất lên để cho nó nhanh. Ba cái đỡ phải đi cày nữa, không có đi cày cái máy phay ở cái khu vực em thì toàn là máy bé thôi, máy nhỏ thôi cho nên là làm những cái cày những cái đấy là nó rất là khó. Mà bây giờ người ta đi làm thì cái vụ này thì rất là sớm, rất là nhanh, mà bây giờ còn mất công cày nữa thì rất là mất thời gian. Chính vì vậy là ba cái muốn là mình xới bằng máy luôn. Đó, ok, chỗ này được rồi các bác nhá, mình sẽ bắn máy vào trong để mình làm giật lùi ra. Đây, mình sẽ làm đến chỗ cái góc này thôi. Đây, cái góc này là cái đường xuống đây để lúc mình còn đi ra phía ngoài này. Hôm qua có chở mấy xe đất ra phía ngoài này này. Đấy, đấy lúc mình ra ngoài này mình san tiếp. Đấy, cái đường rút của mình là sẽ là rút ở phía bên trên của cái đám ruộng mình đang xới đây. Mình phải xới cho nó đều, tơi lên. Xong sau đó là bắt đầu mình mới san phẳng nó ra. Đây, như cái chỗ này là ở phía bên trên còn một đám nữa thì mình sẽ đắp bờ sau các bác nhé. Bây giờ cứ múc cái đất để mình xới ra những cái chỗ lõm này đi, cho chỗ lõm này cho nó tơi. Hôm qua thì xúc xe thì là do là buổi tối trời muộn quá cho nên là mình không đi mình bấm vào cái ta luy này được. Thế nên là mình đào luôn một cái hố ở ngay chỗ máy của mình này. Đấy, đằng nào mình cũng phải xới mà. Thì mình làm như vậy thì là đến hôm nay thì mình lấy cái đất màu này mình thả xuống cái lỗ này. Đấy, mình thả xuống cái lỗ này xong sau đó là mình đắp bờ của cái đám ở phía bên trên kia sau. Và cái ở dưới này thì mình không phải xới nữa bởi vì nó là đất củ rồi. Đó. Mình tỉa để lấy thành một cái mặt bằng để máy mình đứng cho nó dễ các bác nhá. Đây này, cái chỗ này thì là hiện tại cái mặt bằng của nó là nó sẽ đến bằng luôn cái đất này nhá. Đấy, nó bằng luôn cái này này. Sau này mình chỉ cần mình đắp bờ vào cái phía bên ngoài kia nữa là ok. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào trong phía trong góc này, nó hơi cao một chút. Đấy, nó hơi cao một chút cho nên là mình phải hạ bớt nó xuống để cho cái mặt bằng của mình nó cân đối. Nói chung là làm cái này thì nó cũng phải có quy trình nhá các bác ạ, chứ không phải là mình cứ làm thích làm từ đâu thì làm thôi. Thì là do lúc trước là cái đường rút của em nó là ở đằng sau máy, còn đằng trước đây là mình phải đi làm từ đằng đó về để lát nữa nhớ mình làm xong ấy thì mình sẽ rút máy luôn. Nếu mình không đi qua cái chỗ mình đảo rồi, nếu mà mình đi qua thì nó lún xuống thì lúc về lại phải đảo tiếp thì nó sẽ rất là mất thời gian. Đấy. Như cái chỗ trong góc này thì nó hơi có đá một chút này, mình phải xới xới nó lên. Lúc trước thì nó hơi thiếu đất một tí cho nên là mình bấm cái ấy ở dưới, cái hố ở dưới, xong rồi đó mình cái lúc mình sửa cái ta luy và là bắt đầu là cái đất nó rơi xuống là tầm này nữa là nó vừa này. Các bác cố gắng làm cho cái bề máy của mình nó bằng nhá. Đây, như cái máy của em đang đứng bây giờ là nó đang đi vênh, nhưng mà do là mình làm thì nó cũng quen rồi, làm vênh thì mình sẽ làm theo kiểu vênh khác. Đây, bởi vì đây là nó ít mà nó cũng không có nhiều lắm. Đấy, cho nên là mình làm gọi là làm ẩu đấy, nhưng mà là mình vẫn lựa được, nó không phải là vênh hết cả cái mặt bằng đâu. À, bây giờ mình mới quay lại để mình san qua cái chỗ này để mình đứng lên. Thì lúc đấy cái bệ máy của mình nó cân rồi thì các bác làm nó mới dễ được. Bệ máy mà không cân thì các bác cứ đảo đi đảo về, san đi san về thì nó vẫn cứ vênh thôi.
Do là cái răng gầu của mình khi mà nó tiếp xúc xuống ấy, bình thường là nó có bốn răng phải không các bác? Bình thường là nó bốn răng đấy, cái con của em này là năm răng. Các bác nếu mà làm máy nhỏ nhiều, các bác biết là máy to thì là hầu hết là năm răng, nhưng máy bé thì có con chỉ có bốn răng thôi. Bây giờ mà ba răng nó vênh ở trên trời mà một răng vênh nó chạm xuống đất thì chắc chắn là cái mặt bằng của bác nó sẽ bị vênh đấy. Bởi vì sao các bác có biết không? Bởi vì là khi cái bề mặt tiếp xúc của nó ấy, nó phải tiếp xúc bốn răng đây, ví dụ như này nó tiếp xúc năm răng như này đấy, mình cào một cái là nó được thành một cái mặt bằng luôn, phải không? Nếu như mà các bác mà có ba răng nên một răng nó ở dưới thấp hơn, còn ba răng nó ở trên trời ấy, thì cái mặt bằng đó nó sẽ bị vênh trong cái hướng là cái răng tiếp đất nó sẽ bị ăn sâu hơn, thì nó sẽ thấp hơn so với lại cái ba cái răng còn lại đấy, cho nên mặt bằng nó sẽ bị vênh đi. Làm như vậy thì mình sẽ rất là mất cái thời gian để mình chỉnh sửa, cho nên là các bác cố gắng là đứng cái bề máy của mình cho nó vuông cho em. Đó. Như cái này thì là mình gạt như thế này thì mình có thể là mình nhấc lên cao hoặc hạ xuống thấp thì mình còn chỉnh được, chứ nếu như mà để mà mình cào bằng răng ấy, mình xới bằng răng ấy, thì là mình không thể nhấc một bên cao một bên thấp được, bởi vì là răng cái gầu của nó là gầu cứng mà nó có xoay được đâu. Đấy, cho nên là các bác phải lưu ý cái chỗ, cố gắng làm cho cái bệ máy nó chắc một tí, cho nó bằng một tí thì mình làm nó sẽ bớt được cái độ vênh của cái mặt bằng đi. Thì nếu mà làm ví dụ mà các bác làm có 50 mét hay là 20 mét thì không nói làm gì, nhưng nếu như mà nó mà là dài khoảng độ 20 mét đến 40 mét, 50 mét thì cái mặt bằng của nó sẽ đi xa xa, nó sẽ lên dần hoặc là nó xuống dần, nó vênh đi chứ bác, nó không thể nào nó chuẩn xác được. Đấy, cái chỗ này mình xới qua xong là lúc lát nữa mình ra thì mình sẽ đắp cái bờ ở phía ngoài kia sau nhá. Xới lên như thế này thì đảm bảo rồi, không phải lo là về cái vấn đề là các bác cái cầy mắc phải đá hay là nó nặng nhọc nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ rút gọn từ trong này nhá. Cái này nó là cái ruộng bình thường thôi, cho nên là mình cũng không cần làm cái tali nó đẹp lắm. Cái bề máy của mình nó đang vênh, mình phải lùi vào để mình lấy lại cái đất bề máy đi đã, để cho nó đỡ bị vênh. Nhưng mà từ trước đến nay thì mình vẫn chia sẻ với anh em những cái kiến thức đó thôi. Anh em nào nếu mà là đi làm mà là áp dụng vào mà thấy nó hiệu quả thì các bác để lại những cái comment nhá, hoặc là có những cái nào đấy nó không đúng không phải, hoặc là có thể là tay em làm thì nó được nhưng đến tay các bác thì nó lại không được, thì lắm lúc nó cũng rất là khó. Cho nên là có những cái gì đó mà nó không đúng và không phải thì anh em hết sức thông cảm. Đấy, anh em ta đi làm thì cũng hầu như đều là hợp tác cùng nhau phát triển thôi, thì cứ không ai là giỏi hết một cái gì cả, không ai là biết hết được. Đấy, chỗ này thì mình sẽ lấy mặt bằng cái này nhá, mình sẽ vét ấy vào, cua nó vào, đó, san nó ra. Ok, những cái chỗ này thì mình sẽ bấm thêm vào cho nó một tí nữa để cho nó vuông cái bờ đám ruộng trên nhá. Đấy, đó, bấm vào một tí, bởi vì đây này, cái đầu ngoài này nó còn một cái chỗ lên xuống này, nó cũng đang thiếu đất này các bác này. Đấy, cho nên mình bấm một tí vào để mình kéo nó, tí nữa nó thừa thì mình sẽ đắp lên đó. Đấy. Vì cái bờ kia nó cũng đang bị vênh mà, đang bị vênh váo, nó đang hôm trước là thiếu đất cho nên là mình chở cái đất ra cái đám ruộng bên ngoài ấy. Cho nên là nó mới bị thiếu đất, mình mới bấm vào cái đám này. Thì là lúc trước mình cũng có để lại để mình còn gọi là còn để cái đường rút máy ấy, với lại là cái lượng đất nếu mà nó thiếu thì mình còn chở đi chỗ khác. Đấy. Lúc trước thì có một bác cũng định múc hết cái đám ở phía trên này, nhưng mà do là cái đầu đằng đổ kia là nó đủ rồi cho nên là không sới, không múc ở phía trên này nữa, chứ không thì mình cũng múc rất là nhiều đất đi đấy. Có rất là nhiều video để múc đất đi đấy, nhưng mà do là bác ấy không múc nữa nên là mình sẽ bây giờ mình sẽ san phẳng ra vào lúc đắp bờ cái đám ruộng trên kia thôi.
các bạn nhá. Than bằng răng này cũng rất là hay các bác ạ. Làm bằng răng này nó cũng gọi là bằng phẳng mà nó cũng tơi đất đấy, nó không bị nén đất đâu. Cái đầu trong này có vẻ hơi cao, để mình sẽ hạ bớt ra xuống nhá. Đầu trong bao giờ nó cũng hay bị cao, bởi vì là cái mắt của mình nhìn là cái góc độ nó khác, nó không giống như kiểu là mình đứng ở dưới mình nhìn, mình ngồi ở trên máy là nó cao hơn, rồi nó còn qua một lớp kính nữa. Cái lớp kính nó sẽ làm lệch cái hướng mà mắt mình nhìn đi, thì nó trông nó sẽ gọi là lệch lạc đi. Cái này mình để đất lên phía bên trên này đi, để lúc mình tắt mờ phía bên trên. Hạ bớt cái trong góc này đi một tí anh em nhé. Ở đây bờ kia thì nó chỉ có khoảng độ 1 mét thôi, nên là cũng không sợ là bị lở. Đây, quay lại cái đằng này cho các bác xem. Đấy, chỗ nào nó vênh váo thì mình tiếp tục mình tạm ra, tạm qua nó ra. Nhiều đất thì mình lại bấm ở trong góc tường kia. Đấy, như cái chỗ này thì là thoải mái này. Đây, mình san ra cái góc bên cạnh này đi, nó là ok. Đấy. Cả cái mặt bằng thì là mình cứ làm gọi là rút gọn thôi, làm đến đâu cho nó gọn đến đấy thì sẽ mình đi lại nó sẽ dễ dàng và nó đỡ bị có cái lốt xích lắm. Lúc mà cái thiếu mà cái nhảy chỗ nào chỗ kia thì cứ đi mỗi một chuyến đi mình lại phải đi để mình xới cái lốt xích mình đi nữa, thì nó sẽ rất là mất thời gian. Bây giờ đi làm cho người dân như thế này là mình phải làm sao để tối ưu hết, hạn chế tối đa những cái làm đi làm lại. Chỉ có cái nào mà bất đắc dĩ thì mình mới phải làm đi làm lại thôi. Như kiểu cái sới này là bắt buộc là mình phải làm lại một lần nữa rồi. Bởi vì là sới thì bây giờ mình không thể là vừa xúc xe mình vừa làm tơi đất được. Làm như vậy thì nó sẽ rất là, thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là nó sẽ không, mình sẽ không sới được. Bấm thêm tỉa thêm ở cái chân ở cái ta luy này nhá. Tỉa thêm vào. Thừa mình có thể để lên bên trên này. Lúc nào mình làm cái video rút của hai mặt bằng này thì mình sẽ quay cái video về tổng kết cái mặt bằng này cho các bác xem, theo cái ruộng của mình làm thi công nó như thế nào, có đạt yêu cầu mà có tính thẩm mỹ của các bác không. Chung mình đi làm thì cũng không thể 100% được, cũng nói luôn với các bác thế, làm sao để nó hợp lý thôi, làm hết khả năng và không câu giờ rồi thì không ấy, kể cả câu nếu mà bạn đi làm mà bảo câu giờ thì bây giờ là không có khái niệm đấy nữa rồi các bác. Nhất là tính của mình nó cũng không thích làm kiểu đó, mà thứ hai là bây giờ thì nếu mà đi làm câu giờ thì chỉ có mất khách thôi, không làm được đâu. Người ta cần là người ta cần nhanh gọn, nhưng không, người ta không cần là mân mê ở đấy cứ làm suốt mãi mà nó chả xong. Như mình thì mình cứ làm nhiệt tình và không phải lo nghĩ gì, làm người ta yêu cầu nào mình làm như thế. Ta ly muốn vát thì mình làm vát, còn ta ly mà muốn tha đứng là mình làm đứng. Có nhiều công trình mình làm người ta ly đứng, có rất nhiều bác bảo là tại sao làm đứng thế, bảo bây giờ mình đi làm cho dân thì mình người ta yêu cầu như nào mình chỉ việc biết làm thế thôi. Bây giờ cũng lắm lúc làm cục đất là đi đo khối lượng rồi,
đất đo khối lượng rồi thì mình phải người ta đo là tính vuông chứ người ta có tính vát đâu các bác. Bây giờ múc không vát mà chiều sâu của nó không đủ ấy thì đến lúc đó mình lại phải đi múc bù cho người ta thì rất là mất thời gian mà rất là mất công sức. Chính vì vậy là lúc là mình cứ phải hỏi kỹ cho các bác chủ nhà muốn làm như thế nào, hình thức muốn làm như thế nào là mình sẽ làm cho các bác cái y như thế. Đấy, đến lúc mà có làm sao thì các bác cái gọi là đỡ thắc mắc, các bác ấy không trách được mình. Ví dụ bảo làm đứng thì mình làm đứng, bảo làm vát thì mình làm vát. Đấy, cái chỗ ngoài này còn thiếu một ít cái đất để đắp bờ này, mình sẽ múc thêm vào nhá. Đấy, múc cho mấy gầu và nữa là ổn rồi. Nữa thì mình sẽ đi lên bắn máy ra kia, xong mình bắn ngang nó ra, mình sẽ dí cái bờ đó xong. Đấy, anh em thấy cái mặt bằng này nó có dài không? Nó cũng phải khoảng tương đối, nó khoảng độ 20 mét đấy. 20 mét mà mình xới đất lên rồi mình san nó ra. Lượng đất mình xới lên này nó bông lên khoảng độ 5 đến 10 phân là nó bông lên, nó bông bông đất lên. Đấy, ra đến chỗ này là nó bị vênh này, một bên là vào ta luy, một bên là vào ấy này, mình sẽ phải đứng để cho nó cân cái máy này. Cho một ít đất vào trong cái vào trong này đi để mình được cái xích lên. Đấy, như này là nó cân này. Hôm qua cái chỗ này là mình bấm vào đây, hôm qua có nhờ bạn lấy máy chụp máy bạn đi xúc, bấm cái chỗ này nó hơi bị lõm vào cho nên là lúc nãy mình nắn cái đầu phía bên trong kia là ok rồi. Đấy, cho mang ra phía ngoài này đi. Thì lúc trước ở cái mặt bằng phía bên trên kia thì mình có quay ở kênh máy xúc Việt Nam Vlog ấy. Anh em nếu mà anh em là chưa xem, các bác có thể sang kênh đó xem. Mặt bằng ở trên kia thì nó to hơn cái mặt bằng này. Còn mặt bằng này thì là nhỏ thôi, nhưng mà nó lại nhiều đá. Mặt bằng trên thì nó không có đá. Này mình bờ mình đắp cho nó để khoảng 450 phân này. Chung là bé quá thì nó lở hết các bạn, cho nên mình có thể nó to rồi. Cào vào này xong là lát thì mình sẽ dùng cái lưng gầu mình gạt san nó ra. Nhiều khi các bác cứ bảo là không biết là làm nào mà nó lại được như vậy, nhưng mà đến lúc xem video các bác xem có 1 phút 2 phút thì cứ tua đi suốt thì không thể biết được những cái quá trình nó là thi công nó như thế nào. Nói chung là bây giờ cái công trình nào cũng vậy thôi, nó không phải có từng bước một quá. Bây giờ mình muốn nó đất tiếc nó nhanh nó gọn thì mình cũng phải theo gọi là vận chuyển, theo phụ thuộc vào xe, rồi theo phụ thuộc vào đầu đổ. Cái đầu đổ mà nó nhanh thì xe nó về nó dễ, thì xe nó cũng về nhanh, mình xúc đất nó cũng được nhiều, khối lượng nó cũng nhanh được, nhưng mà thế. Đó, đây thì cũng coi như là cũng gần tạm ổn rồi, mình sẽ tiến lên một tí nữa anh em nhé. Cái bờ này thì nó hơi bị vênh cho nên là phải làm dần dần đâu. Ở đây cái đoạn này cũng là đoạn cuối rồi. Còn một tí nữa, lát nữa là xong thôi. Thì mình sẽ kết thúc cái video đây nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video mặt bằng tiếp theo. Mình còn rất là nhiều mặt bằng ở cái khu vực này. Hẹn
Hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nhé. Thân mến chào tạm biệt, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Anh em xem video hãy cho mình xin một like và hãy comment ý kiến các bác ở dưới video này nhá. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.